Đúng rồi, thay đổi đó. Anh đang biến tôi trở thành người ăn kẻ ở cho anh nè. Nè, hồi xưa tôi chưa muốn có con, chính anh là người dùng ba mẹ để ép buộc tôi nha. Cái gì ép buộc? Cái hồi đó cô Tường Nguyễn gì đâu ép buộc được sao? Tôi không bao giờ muốn vùi lấp đời mình vô công việc nội trợ hết trơn á. Chính anh là người ép buộc của tôi còn có cuộc sống riêng của tôi nữa chứ. Tỉnh mộng lên đi cô. Cô tưởng cô vĩ đại hả? Dạ, anh nói vậy là có vợ thì biết đi. Có vợ thì biết những cái bài tầm cỡ quốc tế đi. Hả? Tại vì bên nhà sản xuất nói là không chịu bài hát đó, bắt em phải viết lại bài hát mới. Mà bây giờ họ đầu óc em đang rối nùi à, đâu có tâm trạng đâu mà để đi du lịch chứ. Tại sao em không bao giờ thay đổi được cư xử thành thật vậy hả? Cái này là chuyện công việc mà, là chuyện bất khả kháng chứ em cũng đâu có muốn vậy đâu. Không muốn cái gì, bây giờ em cứ nói thôi, cho thêm vài ngày đi. Rồi em ra Vũng Tàu em viết, lúc đó anh phụ cho. Anh biết là em không bao giờ làm được hai chuyện cùng một lúc mà. Lúc nào em cũng nghĩ cho em thôi, tại sao em ích kỷ vậy? Em có ích kỷ đâu, em chỉ nghĩ tới công việc thôi chứ bộ. Công việc của em suốt ngày viết những bài nhảm nhí vậy đó hả? Em tỉnh mộng rồi đi, không bao giờ ai chú ý tới bài hát của em đâu. Đối với anh á, đây là mấy thứ nhảm nhí, nhưng đối với em á, đó là công việc, là uy tín của em nữa. Em đã hứa với người ta rồi, những cái chuyện này đối với em rất là quan trọng. Quan trọng quá ha? Quan trọng hơn tôi với cô Bo hả? Nè, đi xin á, cô không thèm nói tới một tiếng, về trong âm thầm. Cô nghĩ đi, cô xứng đáng là mẹ của Bo hay không? Nè, tôi không xứng đáng là mẹ, và anh xứng đáng là ba nó lắm. Anh có nhìn lại bản thân mình chưa? Chính anh á là người đã gây tôi ra nông nỗi như vậy. Nè, anh có nhớ là hồi xưa lúc chưa cưới anh hứa cái gì không? Anh còn nói là anh sẽ ủng hộ tôi theo con đường nghệ sĩ mà. Đương nhiên rồi, trong cuộc sống vợ chồng phải có những sự thay đổi chứ. Đúng rồi, thay đổi đó. Anh đang biến tôi trở thành người ăn kẻ ở cho anh nè. Nè, hồi xưa tôi chưa muốn có con, chính anh là người dùng ba mẹ để ép buộc tôi nha. Cái gì ép buộc? Cái hồi đó cô Tường Nguyễn gì đâu ép buộc được sao? Tôi không bao giờ muốn vùi lấp đời mình vô công việc nội trợ hết trơn á. Chính anh là người ép buộc của tôi còn có cuộc sống riêng của tôi nữa chứ. Tỉnh mộng lên đi cô. Cô tưởng cô vĩ đại hả? Dạ, anh nói vậy là có vợ thì biết đi. Có vợ thì biết những cái bài tầm cỡ quốc tế đi. Hả? Thôi mà, làm ơn đi, hai người làm ơn, đừng có gây nhau nữa mà. Tôi biết rồi. Tôi nhớ lại rồi. Tại sao hồi xưa mình phải ly dị rồi? Ly dị để chấm dứt cái cuộc sống không hợp nhau vậy nè. Thôi cách tốt cho cả hai đó. Tôi cũng nghĩ y chang vậy đó. Nãy giờ tôi nói bà có nghe gì không vậy? Hiền. 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 Cái gì trời ơi. Đi hẹn hò mà sao cứ như người mất hồn vậy? À, hay là bà có ai rồi mà bà giấu tôi phải không? Đâu có. Đâu có đâu. Nè, tôi nói nghe nè. Cái người mà tôi giới thiệu cho bà, cái anh đó được lắm. Anh đó anh tốt quá. Cố gắng lên nha, thoải mái lên. Thôi bà, mấy cái chuyện tình cảm đâu phải mình muốn ráng là ráng được đâu. Ô, anh Hoàng. Anh Hoàng tới rồi kìa. Hả? Anh Hoàng anh tới rồi kìa. Mày ngồi đi chơi nha. Bà đi đâu? Cứ lại tìm hiểu đi, anh thoải mái lắm. Thôi đi bà ơi. Bà đi về rồi tụi ở đây tôi đâu có biết nói gì đâu. Vậy vui thì tối kể tôi nghe. Anh Hoàng, ở bên đây nè. Đừng có kêu, đừng có kêu. Đi đâu đây? Cô. Cô có vậy cô vậy? Dạ phải. Anh Hoàng hả? Ai đây? Mời anh ngồi. Anh ngồi đi. Tôi là Hoàng. Bữa nay đường kẹt xe quá lên tới trễ. Không sao. Anh uống gì ha? Thôi uống cái ly này của bạn em đi. Kêu uống thôi. Dạ. Phải kêu nước khác hả? Anh đi có một mình hả anh? Anh có đặt rượu tối nay đúng không anh? Đúng rồi. Tôi đã mang lại cho tôi đi. Dạ, chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ. Cảm ơn cô. Tôi nghe nè cô Hiền. Thầy có một mình mà thầy cũng đi nữa hả? Biết sao giờ.
Lỡ xin phép nghỉ là phải đi thôi, chứ ở nhà mình làm gì. Mặt của Hiền nè, cô nghĩ chuyện tôi với Kim Chi kết thúc chưa? À, chuyện đó em cũng không biết nữa. Chắc là thầy buồn lắm hả thầy? Cũng hơi hơi thôi. Phải chi bây giờ có người ở đây bầu bạn với tôi ha. Ờ mà thôi, dù sao thì chúc cô Giáng sinh vui vẻ. À, dạ, Merry Christmas thầy. À, anh Hoàng ơi. Em đói không? Mình kêu gì anh nha. Dạ, bây giờ em có công chuyện phải đi gấp rồi. Hẹn gặp lại anh sau nha. Merry Christmas. Em, cái này được nè, vừa đẹp mà vừa sáng nữa. Thôi, áo đầm gì mà đỏ chét à, mặc lên trên người á nhìn chói nhìn chết. Em nghĩ hả, em mặc cái này không đẹp đâu. Em thích cái bên kia kìa, anh qua đây xem thử. Trời ơi, anh nhìn thấy không, mặc lên trên người á, bảo đảm vừa đẹp vừa sang trọng. Em quyết định luôn, em lấy cái này. Người gì đâu mà tự ý mình quyết định không. Đâu nói gì? Ở cái này cũng được, cũng dễ thương. Đẹp ha, em biết mà, em biết em lựa cái đẹp mà. Thế sao? Em đẹp giống như một thiên thần vậy đó. Em thì lúc nào mà chả giống như thiên thần. Không, hôm nay em mặc bộ đồ cưới này vô, vẻ đẹp của em càng tỏa sáng. Anh dám chắc với em trong năm nay không có cô dâu nào đẹp bằng em đâu. Xạo quá à. Anh nói thiệt.